Hai Thúy chào đại gia đình của kênh Thủy Long An Vlog. Hôm nay Thủy chia sẻ với cả nhà mình ha, cái mẹo để làm cho cái hạt gạo mau mềm nè, khi mình nấu cháo nè, mình nấu cháo trắng nè cả nhà, hoặc là mình nấu cháo để bán nè, hoặc là mình nấu ở nhà mình nấu cháo thịt vịt, thịt gà gì đó mà nó mau nhừ, nó không mất thời gian nè, không tốn ga nè cả nhà, mà nó rất là nhanh mà lại ngon nữa, nhìn cái tô cháo rất là hấp dẫn, là ngon luôn. Cho nên bây giờ Thúy chia sẻ với cả nhà mình liền ha. Hôm nay á, Thúy nấu cháo vịt cả nhà. Thì hôm nay mấy anh chị em về rất là đông, cho nên là Thúy nấu hơi nhiều ha. Thì nếu mà một cái nồi cháo mà mình nấu á, gạo mình không có cách mà để mình xử lý như thế nào để mà cho nó mau mềm á cả nhà, thì là nó rất là lâu, mình nấu nó hết ga luôn cả nhà. Mà nhưng mà cái khi mà cháo nó như, đến khi mà gạo nó nhừ á, thì cái nồi cháo nhìn nó không hấp dẫn cả nhà. Đó, cho nên là Thúy đã ngâm vào nước ha. Thì khi mình xúc gạo ra rồi đó, mình nấu bao nhiêu á thì mình cứ đem ngâm á, mình ngâm càng lâu thì nó càng ngon, nó càng mau nhừ. Còn nếu mà thường thường á, nếu mà mình có gấp á thì mình ngâm tệ lắm là cũng phải được 15-20 phút nha cả nhà, để cho nó sẽ giúp cho cái gạo của mình khi nấu cháo á, là nó mềm nè và nó lại nhừ rất là nhanh luôn. Còn nếu mình gấp nữa thì mình cũng phải cho qua nước như vậy, nhưng mà mình để khô, mình cho nước vào á cả nhà, cái mình chắc khô liền. Còn ở đây là Thúy không có gấp, cho nên là hồi nãy Thúy ngâm chắc khoảng gần cả tiếng đồng hồ luôn á cả nhà. Đó, thì mình cứ ngâm mình bỏ đó, mình không cần cắt nước ra. Còn nếu mà mình gấp á thì mình vo cái nước dạng như bụi bặm rồi cả nhà, mình vo xong rồi bắt đầu cái mình chắc ra mình để khô, là cái đó là mình khi mình gấp ha, là mình để khô và cái bắt đầu tính khi mình bóp nó như vậy nè cả nhà, thì nó cũng mau gãy như vậy thôi. Còn nếu mà mình không gấp á, thì mình xúc gạo ra rồi cái mình cho vào cái thau, mình ngâm nước, mình để tới chừng nào cũng được, tới khi nào mình nấu thì mình lại mình trắc ra cái mình vò, mình bóp như vậy nè. Đó, cái này Thúy ngâm hơi lâu á thì nó bóp rất là nhanh nha cả nhà. Và khi mà chút xíu nữa Thúy sẽ cho cả nhà xem cái nồi cháo Thúy nấu. Chỉ cần mình bỏ vô á, mình khi mình thí dụ mình nấu cháo vịt đi, Thúy nấu con vịt gần chín rồi đó cả nhà, Thúy mới bỏ cái này vô nè. Chút Thúy vớt ra rồi luôn á, Thúy mới bỏ để cái gạo này vào. Thì mình để cái bờ gạo này vào thì nó rất là nhanh chín nha cả nhà, nó rất là nhanh nhừ. Mình chỉ để vào chừng mình chụm khoảng chừng 5-7 phút là dữ lắm rồi cả nhà, rất là nhanh luôn. Tại vì Thúy mỗi lần mà Thúy nấu cháo trắng cũng vậy nữa, Thúy hay làm, ưa làm cái cách này lắm cả nhà. Cả nhà biết sao không, nó rất là tiện mà nó giúp mình không có mất thời gian nè, mà nó lại giúp mình hả không có bị hao ga nữa cả nhà. Chứ nếu mà cháo mình đem mình nung nó là nó lâu lắm luôn, hầm á ha là lâu lắm đó. Khi mình làm nó nhuyễn ra như vậy nè cả nhà, đó cả nhà thấy rất là nhuyễn ha. Bắt đầu mình cho nước vào, cả nhà biết chi không, mình cho là chủ yếu vào, nếu mình để luôn vậy cũng không sao, nhưng mà cái nồi cháo mình nó không được trong ha. Còn nếu mà mình muốn cho nó trong á thì mình vo qua một nước như vậy nè, rồi mình trắc bỏ cái nước này ra ha. Là Thúy hả làm coi như là bởi giờ nấu cháo thì không có ngán, tại vì lúc trước không biết á, mỗi lần mình chờ cháo nhừ rất là lâu luôn á nha, trộn chụm hết ra luôn á. Mà khi cả nhà biết sao, mình để nguyên hạt á mình nấu á, khi mà tới chừng nó chín rồi á, nhìn cái tô cháo không hấp dẫn á nha. Nhìn nó thế mà gạo dẻo còn đỡ ha, nếu mà gạo cứng á thì mình khi mà nấu mà để nguyên hạt luôn á là nó không có nhừ nhuyễn ra, nó sẽ nguyên hạt nó mềm, mình ăn nó mình cũng vẫn mềm nhưng mà nó không có nhừ ra, nó không ngon nha cả nhà. Đó, bây giờ thì cho vào sẽ vớt cái vịt ra đó, hãy thì tính vớt ra trước mà thì để thôi, để mình để vào và mình vớt luôn. Cả nhà biết sao, khi mình để vào á, nó xoa một hai dạo là nó nhừ liền à, chứ không phải như mà cái hạt gạo mình để nguyên xi mà mình hầm nha cả nhà. Cho nên là nó rất là mau nhừ, giúp cho cả nhà mình nấu rồi cháo mau nhừ nè. Thúy cho mình để vào chưa được 5 phút nữa cả nhà, nè nhừ mềm luôn rồi đó. Đó, rất là ngon ha, giúp cả nhà mình tiết kiệm ga nè, lại không mất thời gian nữa, mà lại nồi cháo trông rất là ngon ha. Thúy dừng video đây, nếu cả nhà thấy video ít nhớ tặng Thúy một like nha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo hay hơn. Thúy bye.